Mới đây, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố tên lửa siêu vật âm Fatah do nước này tự phát triển. Truyền thông Iran cho biết tên lửa Fatah là bước nhảy vọt lớn của nền công nghiệp quốc phòng nước này trong lĩnh vực tên lửa. Dù chưa đưa ra thông số chi tiết, nhưng phía Iran cho biết Fatah sở hữu một vòi đẩy thứ cấp có thể di chuyển được và sử dụng nhiên liệu đẩy rắn nên có khả năng cơ động cao cả trong và ngoài bầu khí quyển. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa sở hữu quỹ đạo bay phức tạp theo những hướng khác nhau và ở các độ cao khác nhau để tiếp cận mục tiêu đã định nhờ công nghệ dẫn đường chính xác, giúp nó khó bị các hệ thống radar phát hiện và không thể bị vô hiệu hóa bằng bất kỳ tên lửa đánh chặn nào. Nó có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 15, tức nhanh gấp 15 lần vận tốc âm thanh và tầm bắn lên tới 1.400 km. Iran nêu rõ rằng những tính năng của Fatah có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất hiện nay và có thể nhắm mục tiêu các hệ thống phòng thủ hàng đầu của đối phương. Tại buổi lễ ra mắt tên lửa, chính quyền Iran nhấn mạnh rằng việc công bố tên lửa mới giúp nước này mở rộng sức mạnh răn đe, mang lại an ninh và hòa bình bền vững cho khu vực. Đồng thời, thành tựu này cũng bác bỏ sự hoài nghi của phương Tây về năng lực của Iran trong phát triển tên lửa siêu thanh, vốn đang được nhiều quốc gia theo đuổi.